Sáng ngày 23 tháng 4 giờ Việt Nam, cảnh sát Washington DC cho biết tay súng gây ra vụ xả súng từ tòa nhà gần một trường dự bị ở thủ đô Mỹ làm bị thương 4 người đã tự sát. Cảnh sát thủ đô Washington DC cho biết nghi can Raymond Spencer, 23 tuổi, được xác định từ video y đăng trên mạng xã hội với chú thích xả súng trường học, trong đó cho thấy vụ xả súng được thực hiện từ cửa sổ một căn hộ cao tầng. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Robert Conti cho biết video trông rất chân thực, song vẫn chưa rõ đoạn ghi hình này được phát trực tiếp hay được đăng lên sau đó. Trước đó vài giờ, cảnh sát đã công bố bức ảnh của Spencer cho biết đang truy nã tên này. Spencer tự sát sau khi cảnh sát ập vào căn hộ của y. Cảnh sát cho biết Spencer đã đặt súng trên giá đỡ ba chân dùng để bắn tỉa. Ông Conti cho biết các nạn nhân bị bắn ngẫu nhiên khi họ đang đi trên đường phố. Các nhân chứng nói với Reuters, họ nghe thấy nhiều tiếng súng tại khu phố Van Ness ở phía tây bắc Washington DC, gần trường Edmund Burke vào lúc sắp tới giờ tan trường. Cảnh sát Conti cho biết nghi can đã bắn ít nhất 20 viên đạn. Hiện cảnh sát vẫn chưa rõ động cơ của vụ xả súng.